ông ngô hùng ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy bí thư thị ủy vĩnh châu đã có buổi làm việc với các thành viên ban chỉ đạo để triển khai kế hoạch hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn huy động của bộ công an và công an tỉnh sóc trăng trên địa bàn thị xã vĩnh châu thực hiện quyết định số 1287 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành đề án hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà ở cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Từ nguồn do Bộ Công an và Công an tỉnh vận động doanh nghiệp mạnh thường quân tài trợ, theo đó, thị xã Vĩnh Châu có 260 hộ gia đình được hỗ trợ, mỗi căn nhà trị giá 63 triệu đồng. Trong đó, Bộ Công an hỗ trợ 50 triệu đồng và thị xã Vĩnh Châu xuất quỹ vì người nghèo hỗ trợ 13 triệu đồng để thực hiện phần nền, móng nhà. Sau khi giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo, ngành chuyên môn và địa phương, Bí thư thị ủy Vĩnh Châu ông Ngô Hùng nhấn mạnh công tác xây dựng 260 căn nhà ở cho hộ nghèo từ nguồn hỗ trợ của Bộ Công an lần này là nhiệm vụ quan trọng, vì vậy cả hệ thống chính trị thị xã phải vào cuộc đồng hành cùng các hộ dân để các ngôi nhà được hoàn thành bàn giao cho đồng bào trước ngày 2 tháng 9 năm 2023. Sáng ngày 20 tháng 6, Ban chỉ đạo vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở huyện Mỹ Tú tổ chức cuộc họp nhằm triển khai kế hoạch xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Theo kế hoạch trong đợt này, huyện được phân bổ 40 căn nhà, dự kiến giá trị mỗi căn trên 60 triệu đồng. Trong đó, Bộ Công an và Công an tỉnh Sóc Trăng quy động mạnh thường quân hỗ trợ 50 triệu đồng. Tại cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi thảo luận về dự thảo kế hoạch cũng như đưa ra những giải pháp để quy động toàn lực lượng xây dựng hoàn thành sớm những căn nhà cho người dân. Lãnh đạo huyện Quỹ Mỹ tú đề nghị các thành viên trong ban chỉ đạo tiếp tục tìm hiểu, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân trong việc xây dựng nhà ở, xây dựng nhà phải phù hợp quy hoạch nông thôn mới, không vi phạm hành lang an toàn giao thông, lộ giới, lưới điện, tránh các trường hợp khiếu nại, khiếu kiện. Tập trung toàn lực lượng công an, quân sự, các ngành đoàn thể để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đồng thời đảm bảo chất lượng.